Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại video của Hòa nha. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác hai cái mẫu bình xịt điện bên em đang có bán em nhé. Đó, sản phẩm đấy. Bên em phân phối chính hãng của công ty luôn. Đó, nên là giá rất là tốt cho anh em luôn nhé. Đó, anh em nào đang có nhu cầu tìm mua thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em nhé. Đó, thì em giới thiệu sơ qua cho anh em về cái con này. Thì tất cả đầu phụ kiện con này thì nó sẽ kèm cho anh em là 1, 2, 3, 4, 5 cái bét nha em nhé. 5 cái bét xịt. Đây, bét gắn trên cần nữa là 5 cái em nhé. Đó, và một cái khóa nước này. Một cái tay nắm này anh em. Cái tay nắm này. Một cục sạc này. Đó. À, hai dây đeo này. Đó, đây là tất cả đồ phụ kiện kèm theo máy nhé. Và phiếu bảo hành công ty này. Đó. Thì em giới thiệu sơ qua cho anh em là hai cái mẫu này thì nó có hai mẫu, là một là mẫu bình đơn, thì con này là một cái bình ắc quy này 8A này, và một cái bơm 1 anh em 12V. Đó, đây là cái mẫu này. Có cái nắp che đậy nước nó cho phải vào chỗ đấy, cái ổ công tắc này cho nó khỏi bị kẹt ra. Đó, đây đúng chỉnh này. Đó, cổng sạc này đầy đủ hết. Đó, sản phẩm này thì hãng chính hãng của Hikari luôn, nên là bơm là cũng của hãng luôn nhé, bình cũng của hãng luôn. Đó, nói chung mà hàng nhập khẩu nguyên chiếc luôn em nhé, bảo hành cho anh em 1 năm. Đó, bình này thì chạy rất là êm này, và rất là lợi bình em nhé, xịt cả ngày không hết điện luôn nhé. Đó, đây là cái mẫu này thì bên em đang bán là 750.000 một mẫu, một cái bình đơn này. Đây, dây xịt này, dây này làm luôn cho anh em bằng cái dây cao áp của cái bình, cái máy xịt rửa xe, xịt thuốc nhé, nên là rất là dày, 6 lớp anh em khỏi lăn tăn luôn. Đây, bét cái đầu vặn này. Đó, cái cần này thì có cái chỉnh xòe, chỉnh dài ngắn thì được luôn nhá. Đây, anh em rút lên nó dài lên này. Đó, anh em ấy xong khóa lại. Đó, rồi sang cái mẫu thứ hai cho anh em là cái mẫu này thì đắt hơn này. Mẫu này thì đang bán là 980.000, phụ kiện thì cũng kèm theo y vậy luôn nhá. Đó, nhưng mà cái dây này tốt hơn này, cái dây này nó dày hơn này. Đó, dây này nó dày hơn, đầu nó cũng to hơn. Đó, đầu này nó dày dặn hơn này. Đó, cái này thì phụ kiện thì cũng y vậy, bét thì cũng tặng kèm, nhưng mà nó khác cái là bơm đôi này. Bơm này cũng của hãng Hikari luôn nhá. Bơm rất là chất lượng, êm, bền. Bình này cũng bình đôi này. Bình này thì nó to hơn cái bình bột kia nhá. Đây, sẽ để em xem nó dễ này. Đây, hai mẫu. Mẫu này đắt hơn 980.000, mẫu này thì 750.000. Đây là giá rất là tốt cho anh em luôn nha, giá xỉ, gần như giá xỉ luôn rồi đấy. Đây, cái này nó sẽ có hai ổ công tắc, chạy hai bơm độc lập nhá. Đó, bơm này anh em bật lên chạy một bơm này. Đó, còn bật lên là chạy hai bơm luôn này. Đó, hoặc là bật phát chạy hai bơm luôn thì nó sẽ rất là mạnh luôn. Đây là cái núm chỉnh này, chỉnh mạnh yếu đều được nhá. Cổng sạc, nắp đậy nước non nó phải vào này. Đây, hai bơm rồi. Hai bơm này thì nó tách rời ra anh em. Đó, anh em để thích chạy một bơm được, chạy hai bơm đều được hết. Đó, tùy theo anh em. Đó, đây. Bình thì bình đôi, chạy rất là lâu. Đó, và rất là khỏe luôn nhá. Bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em nào lấy thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp em nhá. Bình này là bình 20D này, bình này bình 20A này. Bình một bơm là 20A nhá. Đó, đựng được 20 lít nước. Đó, bảo hành cho anh em 1 năm, giá cực kỳ tốt luôn. 980.000 cho một bình này. Bình này thì 750.000. Đây là bình sản xuất theo công nghệ của Nhật nhé. Đó, đây, hai mẫu bơm. Rồi, em xin kết thúc video đây. Anh nào có nhu cầu đặt mua thì mình liên hệ qua số điện thoại giúp em để đặt hàng nhé. Em xin cảm ơn thầy nha.